Mùng 1 tháng 2, khi thắp hương ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương, đọc gì, khấn gì, nói gì vào trong ngày rằm mùng 1 cũng đã trở thành một trong cái điều hết sức quan trọng với hầu hết mọi người dân Việt Nam. Đấy. Như quý vị đã biết, cái việc thắp hương vào ngày rằm mùng 1 lễ Tết Dỗ Chạp là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh cái việc chuẩn bị lễ Phật dâng cúng, thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì, cầu gì mỗi khi mà lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với cái tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng sự thật ấy, nếu muốn việc thắp hương cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng tốt nhất, nó mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ, trước tiên các bạn phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên đúng phong thủy là như thế nào. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên gia tiên để cái việc cúng bái nó không phạm phải những điều đại kỵ, giúp cho quý vị cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các ngày lễ Tết Dỗ Chạp. Nén hương được thắp lên thì mọi người cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa, nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam. Thì đây cũng được xem là một cái cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người Việt. Cái nghi thức dâng hương là một cái tập quán mà hầu hết mọi người dân Á Châu, bất luận ở cái độ tuổi nào, sống ở đâu thì cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi sâu vào cái đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng nhất. Dù không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà trong tâm thức mọi người thì đều tin rằng cái nén hương khi đốt lên cũng như là một cái nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. Tuy nhiên, về cái mặt tâm linh ấy, thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ về cái ý nghĩa của việc dâng hương theo truyền thống bà tổ tiên. Như quý vị đã biết, trong nghi lễ Phật giáo thì hương là một trong 6 cái lễ vật dâng cúng, bao gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là hương, bông đèn, trái cây và thức ăn, nước uống, nước sạch. Tuy nhiên, nhiều người cũng không rõ về cái ý nghĩa sâu xa của việc thờ cúng, nên là đôi khi cũng bày đủ thứ thức ăn, gây ra sự lãng phí. Theo quan niệm của Phật giáo thì lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải cỗ bàn yến tiệc. Vì đúng với ý nghĩa cúng Phật thì chỉ dùng gì hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ, trong những cái pho tượng mà ở trong tâm của mỗi con người. Thì ngoài những cái nén hương dùng cái ngọn lửa để đốt lên ấy, thì chúng ta cũng sẽ dùng cái đức tin để thắp lên cho mình những cái nén tâm hương, tức là gì hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có 5 thứ hương dùng để cúng dường cho chư Phật: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Và tiếp theo sẽ là khi thắp hương, quý vị nên nói gì, khấn gì mỗi lần lên hương. Quý vị thân mến, khi thắp hương cần nói gì, khấn gì là một trong những cái câu hỏi của mọi người. Đấy. Thắp hương khấn gì để tỏ được cái tấm lòng thành kính với tổ tiên, với các vị thần Phật đang phù hộ. Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái cách thắp hương chuẩn nhất và những điều kiêng kỵ khi thắp hương đấy, để quý vị biết không bị phạm phải cái đại kỵ trong tâm linh. Thưa quý vị, bao giờ cũng vậy, trước khi mở thắp hương lên ông bà tổ tiên thì chúng ta cũng cần phải lau dọn bàn thờ sạch sẽ, sau đó thì mới sắp cái lễ lên. Và để lau dọn cái bàn thờ thì quý vị hãy sử dụng cái nước bao sái bàn thờ Nhất Tâm Hương để lau dọn bàn thờ được sạch sẽ, thơm tho, đón các vị về ngự được lâu hơn, giúp cho cái không gian thờ cúng được sạch sẽ, thơm tho. Đấy, cầu gì thì được nấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai Nhất Tâm Hương giúp cho cái bàn thờ được sạch sẽ, thơm tho. Đó. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng nói về cái tư thế thắp hương. Các bạn cần phải sắp lễ cúng một cách là gọn gàng trên bàn thờ gia tiên rồi bắt đầu thắp hương. Khi thắp hương các bạn cần phải chú ý về cái tư thế, về phong thái của bản thân, cần phải trang nghiêm, không vội vàng và phải thật cung kính. Đặc biệt, cái khoảng cách giữa vị trí đứng so với cái bát hương cũng không được quá xa,
không được quá gần, phải vừa đủ để với tay lên dâng hương. Khi lấy hương thì các bạn cũng cần phải thận trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi, gãy. Nên cắm hương thẳng, nếu thắp nhiều hương thì các bạn cần phải tách ra để hương không bị bốc cháy. Tiếp theo, bây giờ chúng ta cùng quay lại với cái chủ đề là khi thắp hương nên nói gì, khấn gì vào các dịp lễ Tết, giỗ, chạp, đặc biệt là trong ngày mùng 1 tháng 2 sắp tới đây. Thưa quý vị, nói chung ấy, mỗi dịp lễ Tết, giỗ, chạp, rằm mùng 1 hay là các nghi lễ thờ cúng, cúng bái, động thổ, khai trương, xây nhà v.v. thì đều có những cái bài khấn khác nhau. Tuy nhiên, khi thắp hương ấy, thì có những điều mà các bạn cần phải lưu ý này. Đấy, các bạn cần phải nói rõ tên, tuổi của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Kế đến là đến địa chỉ, nơi ở, ngày, tháng, năm của cái ngày hôm đó. Cuối cùng, các bạn cầu khấn những cái điều mình mong muốn về sức khỏe, cầu tài lộc, cầu duyên. Đấy, khấn lệnh bề trên, thành kính để được phù hộ độ trì. Hàng ngày, cúng cụ chứa khấn nôm, cứ đọc đúng câu này, lộc đổ về gấp 10 lần, cầu gì được lấy. Thưa quý vị, thì đầu tiên Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn thần tài trong ngày mùng 1. Khi khấn thần tài hàng ngày thì gia chủ cũng đọc theo cái mẫu bài văn khấn sau đây để gì? Để khấn thần tài hàng ngày, để thu hút được cái tài lộc, tăng cường cái vận trình buôn bán kinh doanh được thuận lợi hanh thông. Bài văn khấn như sau này: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, lại 10 phương chư Phật 10 phương. Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài thần tài tiền vị. Kính lạy các ngài thần linh thổ địa, cai quản trong đất này xứ này. Tín chủ chúng con là ngụ tại. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án, kính mời các ngài thần tài tiền vị. Cuối xin thần tài thương xót cho tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo thì hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo thì mở mang, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cuối xin được phù hộ độ trì. Quý vị khấn xong, vái ba vái, rồi thì đợi hết hương thì hóa vàng mã và thụ lộc. Đó. Thứ hai, tiếp theo cái bài văn khấn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn là bài văn khấn ngày mùng 1 tháng 2 sắp tới đây. Bài văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài bản xứ thần linh, bản gia thổ địa. Con kính lạy ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị đại vương. Con kính lạy các bậc tiên gia, các chư vị tôn thần, cai quản trong đất này, xứ này. Con kính lạy cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại rau rẻ, hội đồng gia tiên họ. Cúi xin các ngài gia tiên, chứng lễ hiển linh, chứng giám lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 năm Giáp Thìn. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày mùng 1, đất trời hòa hợp, giờ linh khắc vượng. Gia đình chúng con sắm sanh vật phẩm, hương, hoa, trà quả, kim ngân, lễ vật, kính dâng lên các vị tôn thần cùng gia tiên dòng họ. Chúng con kính mời ngài đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị đại vương, ngài bản gia Táo Quân cùng các chư vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng, có quý nhân phù trợ, tài lộc tăng tiến, tai ách đều qua, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên, tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến, thương xót cho con cháu, hiển linh trước dự án, chứng lễ hưởng hoa. Cầu xin gia tiên phù hộ cho gia chung được thuận hòa, gia đạo hưng vượng, cả nhà yên vui, con cháu ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, vợ chồng thương yêu, bảo ban nhau, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an thì đắc bình an. Chúng con kính mời ông bà tiền chủ cư ngụ tại đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng,
chứng giám lòng thành cho gia chủ, phù hộ độ trì cho gia chủ sức khỏe, an khang, tài lộc thăng tiến, gặp hung thì hóa cát. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, xin các ngài gia tiên hoan hỷ nhận lộc chứng lễ cho chúng con. Chúng con thành tâm cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Thưa quý vị, đó là hai cái bài văn khấn về khấn thần tài và khấn ngày mùng 1 tháng 2 sắp tới đây. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn cũng sẽ giúp ích phần nào đó cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái việc là gì, khi chúng ta dâng hương chúng ta nên nói gì và khấn gì để có được cái may mắn bình an. Thì ngoài ra quý vị có thể tham khảo thêm một quyển sách văn khấn toàn thư để gì chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn trong năm đấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách văn khấn toàn thư giúp quý vị gì cầu gì được nấy nhá. Quyển sách này có 77 bài văn khấn, đó là từ cái các nghi lễ như là văn khấn ở đình đền miếu phủ chùa chiền, văn khấn rằm mùng 1, đúng không? Văn khấn thần tài hàng ngày, văn khấn lập ban thờ, lập bát hương, văn khấn động thổ, khai trương nhập trạch, vân vân, có hết đó, để quý vị có thể là gì tự khấn cho mình khi mà có việc đó. Thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhé, 0989349119 để thỉnh cái quyển sách văn khấn toàn thư. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn về thần tài và văn khấn thần linh trên bàn thờ gia tiên trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch sắp tới đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.